Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng phát biểu, với những đóng góp to lớn cho dân tộc và đạo Pháp, Trần Nhân Tông đã được người đời sau suy tôn là Đức Vua Phật Hoàng, một hiện tượng đặc biệt trong lịch sử nước Việt. Ngài chính là niềm tự hào của toàn thể nhân dân Phật tử Việt Nam. Nhân kỷ niệm 765 năm ngày đản sinh của Ngài, theo sự chỉ dạy của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, Chùa Ba Vàng hạnh phúc và vinh dự tổ chức chương trình đại lễ kỷ niệm 765 năm ngày Phật Hoàng Trần Nhân Tông đản sinh. Thực hành lục hòa theo lời dạy của Phật Hoàng, cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến Tâm Chiếu Hoàn Quán đã cho họp các ban chuyên môn như ban trì sự, trang trí, cơ khí, y tế, bảo vệ để lên ý tưởng chi tiết triển khai toàn bộ công tác chuẩn bị. Theo đó, từng ban báo cáo về cách thức triển khai, ý tưởng thiết kế theo sự chỉ dạy của cô từ trước và được sự chỉ dạy góp ý trực tiếp từ cô để bổ sung, thay đổi, hoàn thiện các sản phẩm. Kết thúc cuộc họp, các ban tiếp tục tiến hành các công tác chuẩn bị và liên tục cập nhật, xin ý kiến từ cô để công việc được thuận lợi, mang tới nhiều giá trị, lợi ích cho tất cả mọi người. Cô chủ nhiệm từng chia sẻ rằng, Phật Hoàng Trần Nhân Tông thực hành Pháp Đầu Đà, chánh Pháp được tuyên dương. Ngài dạy dân chúng tu Pháp Lục Hòa, giúp cho đất nước Thái Bình, An Lạc, trở thành triều đại hưng thịnh nhất trong lịch sử Việt Nam. Và Phật tử chúng ta cũng đang cùng nhau thực hành Lục Hòa. Cho nên là đệ tử Ngài, chúng ta phải biết mình đã và đang làm được gì trong nhân duyên giúp cho nhân dân đất nước, giúp cho lịch sử vẻ vang. Cho nên chúng ta rất vinh dự được nối tiếp bước chân của Phật, của Tổ. Mong rằng các công tác trong phận sự chuẩn bị cho kỷ niệm 765 năm ngày Phật Hoàng Trần Nhân Tông đản sinh sẽ được hành thông thuận lợi, hòa hợp theo sự dẫn dắt của cô chủ nhiệm để truyền tải Phật Pháp, mang tới nhiều giá trị lợi ích, hạnh phúc cho nhân dân đất nước. Các công tác chuẩn bị cho đại lễ sẽ tiếp tục được cập nhật. Xin kính mời quý đạo hữu và các bạn cùng theo dõi.